Một cái tin vui cho những người bị bệnh gan ấy là gan của chúng ta hoàn toàn có thể tự phục hồi và tái tạo được. Đây là một trong những cái cơ quan mà kỳ diệu nhất của cơ thể của chúng ta. Tuy nhiên, để gan có thể phục hồi thì chúng ta cần phải hiểu rõ những nguyên tắc cơ bản để bảo vệ gan và cung cấp cái nguyên liệu cần thiết cho quá trình này. Thứ nhất, đó là cái nguyên tắc đầu tiên, đó là chúng ta không gây độc cho gan. Chúng ta không đưa những cái chất gây hại vào trong cơ thể để làm độc cho gan nữa. Trong đó có rượu này, có đường này. Rượu thì là một trong những nguyên nhân chính gây hại cho gan rồi, dẫn đến các bệnh lý như là gan nhiễm mỡ, viêm gan do rượu và cuối cùng là xơ gan. Thứ hai nữa đó là đường, và đặc biệt là các loại đường fructose. Thì đây là một cái dạng đường có trong hoa quả tự nhiên, nhưng mà hiện nay thì được sản xuất công nghiệp dưới dạng zero fructose, và nó có trong nhiều các loại thực phẩm chế biến sẵn như là những cái nước ngọt này, đồ uống đóng chai này, trà sữa, bánh kẹo. Fructose thì nó không được sử dụng hầu hết bởi tế bào trong cơ thể mà chỉ được chuyển hóa gan thôi. Và cả khi cái lượng fructose quá cao thì gan không thể chuyển hóa hết và sẽ biến thành mỡ, dẫn đến các bệnh lý liên quan đến gan nhiễm mỡ và lâu dần nó có thể phát triển thành xơ gan. Thứ hai là chúng ta cần cung cấp những cái nguyên liệu cho gan phục hồi. Để gan của chúng ta có thể tái tạo ấy, thì nó có cần những cái nguyên liệu phù hợp. Thứ nhất bao gồm protein, đạm để cung cấp cái axit amin, những cái khối để xây dựng tế bào, nó giúp tái tạo, sửa chữa cái tế bào gan bị tổn thương. Thứ hai là các cái nhóm chất béo tốt. Một số các chất béo thì có vai trò duy trì phục hồi chức năng của gan. Trong đó omega 3 là một cái loại tốt để giúp giảm viêm, đẩy quá trình tái tạo gan. Ngược lại thì omega 6 lại có mặt trong nhiều trong chế độ ăn uống hiện nay. Và khi mất cân bằng giữa cái tỷ lệ omega 3, omega 6 thì nó có thể gây viêm. Và trong cái quá trình mà bác sĩ Dung điều trị cho một số cô ba anh chị bị mỡ màu cao, bị gan nhiễm mỡ, thì mình nhận thấy rằng là mọi người băn khoăn không biết sử dụng omega 3 loại gì. Thì có hai loại trên diện giường, một là dầu cá màu vàng thông thường, thì cái gốc của nó là gốc triglyceride. Còn thứ hai là loại màu đỏ là dầu cá nhuyễn thể, thì cái gốc của nó là gốc phospholipid. Thế hai gốc này thì nó khác nhau cái gì? Cái gốc triglyceride thì nó sẽ tan ở trong dầu, gốc phospholipid thì nó sẽ tan ở trong nước, nên cái khả năng hấp thu và sinh khả dụng nó sẽ cao hơn cái từ cá. Và thêm một cái chất nữa ở trong cái màu đỏ ấy là chất astaxanthin, thì đây là một cái chất chống oxy hóa và chống viêm rất là mạnh, thì nó chống viêm gấp 3 lần cá rồi. Tùy từng trường hợp mà bác sĩ sẽ kê đơn và chỉ định khác nhau. Tuy nhiên thông thường là thì những cái loại mà được bác sĩ kê ấy, thì cái hoạt chất của nó sẽ nhiều hơn và tốt hơn những cái dòng mà các bạn mua ở ngoài thị trường. Thì chúng ta cũng lưu ý cái việc mà chúng ta lựa chọn cái loại omega 3 để chúng ta bổ sung nha. Và nếu mà cô bác anh chị vẫn còn băn khoăn và thắc mắc về cái tình trạng mỡ màu cao hay gan nhiễm mỡ của mình, hoặc là những cái trường hợp mà bị tăng men gan mà không biết cái nguyên nhân là do đâu, thì chúng ta có thể nhắn tin để được bác sĩ Dung tư vấn và hỗ trợ kịp thời nha. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo, và đừng quên là nếu thấy video này hay hãy lan tỏa và chia sẻ tới nhiều người hơn. Xin chào và hẹn gặp lại.